Đây là buổi tập cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Ngày mai sẽ là ngày thi đấu chính thức và sau đó thì nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ nói lời tạm biệt đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Ông sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup. Lúc này chiếc xe chở các thành viên của đội tuyển Việt Nam cũng đã tới nơi. Xe sẽ quay đầu và xếp sau xe của đội tuyển Thái Lan, chiếc xe màu xanh ở phía trước. Người đi đầu là huấn luyện viên Lee Young-jin. Các trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo đang lần lượt di chuyển vào trong sân trước. Anh Đức, bác sĩ Choi Yu-young, Văn Thanh, Hùng Dũng, Châu Ngọc Quang, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Toàn, Tấn Anh, Nguyên Mạnh, Đoàn Văn Hậu. Huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt Trung. Đây là Thanh Bình, xin lỗi, nãy không biết, hình như là Tuấn Hải thì phải. Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Phong, Hồng Duy. Sau khoảng 30 phút chờ đợi thì bây giờ đội tuyển Việt Nam cũng đã chuẩn bị ra sân để tập luyện. Và giới truyền thông bọn mình bây giờ cũng được phép vô sân để tác nghiệp. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với buổi tập duy nhất của đội tuyển Việt Nam ở sân Thammasat. Xin mời cả nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đang liên tục đi xung quanh sân Thammasat để kiểm tra. Rất kỹ lưỡng. Theo thông tin mới nhất được chia sẻ thì ở trận chung kết diễn ra vào tối ngày mai, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ông Infantino sẽ đến để trao giải cho nhà vô địch của AFF Cup. Hy vọng rằng đó sẽ là đội tuyển Việt Nam của chúng ta.
một thông tin có thể nói là cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ là thú vị. Lúc này thì các thành viên của đội tuyển Việt Nam vẫn đang giãn gân cốt trước khi bước vào phần tập luyện chuyên môn. Trong phần trả lời họp báo cách đây ít phút thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ về việc hy vọng là Thái Lan sẽ không đổi chiến thuật. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng chơi đôi công với tuyển Thái Lan, nhưng cũng hy vọng là huấn luyện viên Manu Pulkin không tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Một số người lo lắng sau trận lượt đi vì tuyển Việt Nam chịu bất lợi, nhưng chúng tôi đến đây để chiến thắng và nỗ lực làm điều đó để dành tặng cho người hâm mộ. Chúng tôi đã gặp Thái Lan nhiều lần rồi. Năm 2018, tôi đã đối đầu với họ trên sân khách và giành chiến thắng. Tôi luôn tin có thể thắng trên sân của đội tuyển Thái Lan. Tôi nói nhiều lần rồi, dù là trận đầu tiên hay cuối cùng thì tôi luôn chuẩn bị giống nhau, luôn nỗ lực giống nhau. Nói về cầu thủ số 3 Thiraton Bunmathan, rõ ràng nhiều tình huống nguy hiểm của tuyển Thái Lan xuất phát từ cầu thủ số 3 này. Đó là cầu thủ trụ cột dẫn dắt lối chơi của Thái Lan. Hiệp 1 các tiền vệ chúng tôi phong tỏa tốt, nhưng hiệp 2 có một số tình huống đã bị bỏ sót. Chúng tôi cũng đã có phương án để phong tỏa Thiraton. Còn về đấu pháp, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, huấn luyện viên Pulkin chắc cũng không muốn đá thủ hòa đâu. Họ quyết tâm thắng vô địch bằng một trận thắng để tặng người hâm mộ. Tôi không hiểu tại sao Thái Lan sử dụng 3 trung vệ ở lượt đi, trước đó thường đá 4 hậu vệ. Có thể do áp lực sân khách, có thể do Việt Nam khiến họ phải thay đổi. Hy vọng trên sân nhà Thái Lan cứ đá 4 hậu vệ như những trận trước, đừng đá 3 hậu vệ nữa. Nếu Thái chơi tấn công, chúng tôi cũng chơi tấn công. Trước tiên tôi xin cảm ơn tình cảm của người hâm mộ Hàn Quốc, quê hương tôi. Trong thời gian tôi làm việc ở Việt Nam, tôi nhận được sự quan tâm. Họ giúp tôi có động lực để hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi mong muốn sau này dù không làm huấn luyện viên trưởng nữa thì quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc càng ngày càng lên tầm cao mới. Chúng tôi chỉ có thể nói là đã sẵn sàng và sẽ bước vào trận đấu cống hiến cho người hâm mộ. Đây cũng là trận cuối của huấn luyện viên trưởng. Mục tiêu là thắng và mang chức vô địch về cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đây là chia sẻ của trung vệ Quế Ngọc Hải. Đây là buổi tập cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Ngày mai sẽ là ngày thi đấu chính thức và sau đó thì nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ nói lời tạm biệt đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Ông sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup. Việt Nam vô địch, đó là những gì mà các cầu thủ và huấn luyện đã đồng thanh hô. Như vậy là buổi tập của đội tuyển Việt Nam cũng đã khép lại và anh em phóng viên của mình sẽ rời khỏi sân Thammasat để nhường lại không gian riêng tư cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả. Cùng Cun du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ Cun đổi quà cực Cun. Săn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa Cun 110 hoặc 180 ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gói siêu Cun. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình Cun. May mắn săn được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều Cun siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cun túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu Cun nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu Cun. Săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cun, thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cun tươi vui trong mỗi lốc sữa Cun tươi vui hoặc Cun dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cun tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cun tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cun. Tích lũy được 24 thẻ Cun tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu Cun. May mắn săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cun ngay thôi các bạn ơi!